Chào các bạn, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các bạn chiếc ống kính chuyên dụng mới mà Fujifilm vừa giới thiệu ra thị trường dành cho các dòng máy Fujifilm X-Series. Đó là ống kính 56 khẩu 1.2. Đây là một ống kính được giới chuyên môn cũng như những người cơ chuộng máy Fujifilm X-Series đang rất mong đợi, bởi vì với tiêu cự 56 và với khẩu độ lớn nhất là 1.2 thì ống kính này sẽ cho góc nhìn tương đương với ống là 85 với khẩu độ là khoảng 1.8 trên danh định. Điều đó có nghĩa rằng là đây là một ống chân dung rất tuyệt vời, và nếu như các anh chị muốn nhắm đến một cái ống chân dung thật thụ thì đây là một lựa chọn cực kỳ tốt. Nó sẽ là một cái bổ sung thêm tốt hơn với chiếc ống kính mà Fuji mới bán cách đây khoảng vài tháng, đó là ống 23 1.4, trở thành một cặp tuyệt vời để cho chúng ta có thể chụp được ảnh đời thường cũng như cả ảnh chân dung, hoặc là dùng trong các mục đích riêng. Các bạn sẽ thấy về mặt cấu tạo, ống 56 1.2 là một ống kính chắc chắn và gần như được xác định rõ đó là ống đầu bảng của Fuji. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy kích thước của nó khá là lớn và trọng lượng khá nặng, lên khoảng gần 500 gram. Và với cấu tạo tương đối quen thuộc, đó là gì? Đó là vòng chỉnh khẩu nằm ngay trên thân ống, và vòng lấy nét tay khá là mượt mà. Thì hầu như chúng ta cảm giác là với ống kính này, khi chúng ta gắn trên chiếc máy X-T1 chẳng hạn, thì hầu như chúng ta chỉ làm chuyện đó là lựa chọn cái khẩu độ cần thiết để chụp và chụp mà thôi. Về phía trước thì cũng như tất cả các ống kính hàng đầu của Fujifilm X hiện tại, ống này vẫn tiếp tục sử dụng cái lớp chắn phủ Super RPC ngàm XF của Fujinon, và với khẩu độ đó là 1.2, đường kính filter đó là 62, hơi khó chịu một chút xíu. Các bạn sẽ thấy đây là ống 56 1.2, và chúng ta sẽ thử xem cái đốt. Điều hấp dẫn của cái ống này đó là gì? Đó chính là cái đốt thật sự rất mỏng của nó. Các bạn sẽ thấy. Xin cảm ơn các bạn.